Sau khi chốt lời, chúng ta sẽ có một cái tài khoản đồng pha nữa ở 3.000 để chúng ta có thể giao dịch 6 lốt. Mọi người có thể chat Zalo để nhận được các cái account và debit cho Parkview. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy cặp đồng pha của AUD Japanese. Chúng ta có thể nhìn thấy 6 lốt và cái cặp này AUD Japanese với giá là 80.869 và SL 80.668, 81.168, đó là theo tỷ lệ là 200 và 300. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta cấu thành được cái TP và SL để chúng ta can thiệp vào cái tài khoản giao dịch. Tài khoản giao dịch là tài khoản 3.000 đánh 6 lốt và tài khoản bảo hiểm là tài khoản sell 6 lốt ở AUD Japanese. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết được mua trong xuống lên và bán trong xuống xuống thì chúng ta đánh trực tiếp để chúng ta nhìn thấy được các cái tỷ lệ mà đồng pha, chúng ta nhìn thấy các cái mô hình giao dịch với cái mốc mà AUD Japanese lên đồng pha cùng với lệ USD Japanese. Sau đó chúng ta xem các cái tỷ lệ của AJ. Tuy nhiên trong buổi tối đối với phiên Mỹ, chúng ta xem các cái frame khung thời gian lúc này là 19:56 17 đó, chúng ta sẽ chờ để chúng ta xem được cái tỷ lệ đồng pha như thế nào. Chúng ta đón chờ một chút. Nhưng trước khi chúng ta tham gia vào cái việc mà xem xét cái tài khoản để chúng ta mua khi đúng xu hướng hay là bán khi đúng xu hướng thì chúng ta phải hiểu được Bollinger Band. Xem Bollinger Band để biết được xu hướng hiện tại đang xảy ra. Sau đó chúng ta xem Ichimoku để biết được các mức cản tạm thời của giá và các cái mô hình để chúng ta nhìn thấy được nó có thể vượt lên trên Ichimoku hay không. Thứ ba nữa là chúng ta xem xét được ADX là mức độ sức khỏe của thị trường, xem cái độ lên hay độ xuống có khỏe hay không. Thứ tư là RSI để chúng ta xem được xu hướng chính là 71, 52 hay 70 để biết được các cái mốc của chúng ta. Thì từ đó chúng ta xem được ba cái đồng pha cho chúng ta cái tỷ lệ để sao cho take profit tốt nhất. Thì chúng ta sẽ chờ cái lệnh này xem như thế nào. Vâng, chào mọi người, và David lại quay trở lại. Chúng ta đã nhìn thấy được cái tỷ lệ tăng và tôi còn tin được là nó sẽ tăng nữa. Bởi vì cái tỷ lệ đồng pha nó có hai vấn đề. Vấn đề số 1 là các cây nến. Cây nến xanh biểu thị cho một cái lực mua rất là tốt. Và đặc biệt nữa là ADX biểu hiện sức mạnh của thị trường. Tôi nhìn vào đây tôi cũng có thể biết được là con nào nó có thể lên được nữa. Bởi vì tỷ lệ ADX chính là sức mạnh của thị trường. Sức mạnh đó được thể hiện ở các cái mức, các khoảng. Bởi vì cái đồng pha AUD nó tăng và USD nó giảm. Vậy thì cái tỷ lệ AUD Japanese nó càng tăng. Chính vì thế tôi có thể đưa ra. Sau đó tôi lại check tiếp cái tỷ lệ đồng pha của RSI vào vùng 73 và RSI vùng 49 và vùng 74. Do vậy tôi biết được là cái tỷ lệ vượt mua và tỷ lệ vượt bán nó có thể chênh nhau. Vậy thì từ đó tôi biết rằng là các cái hệ thống này nó có thể đạt được cái TP rất là tốt. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái quy trình này, lập tức là gì ạ? Chúng ta có thể vào lệnh. Nhưng mà vì sao chúng ta không sợ? Vì sao chúng ta không sợ? Vì sao lại không sợ? Vì đơn giản là chúng ta có một cái tài khoản bảo hiểm và chúng ta biết được là nếu tài khoản giao dịch mà tỷ lệ buy thì cái tài khoản hedging ở bên kia là tài khoản sell. Do vậy nếu trong trường hợp chúng ta có bị hit stop loss ở đây thì chúng ta cũng có thể được cái tài khoản ở bên tài khoản bảo hiểm kia nó cho được cái tỷ lệ thắng đủ để hòa vốn cái tài khoản 3.000 này. Do vậy tỷ lệ đồng pha giúp cho chúng ta. Vậy thì cái tỷ lệ đồng pha giúp được yếu tố là gì ạ? Sự bật lên của giá, sau đó take profit đối với tài khoản giao dịch. Còn cái tài khoản bảo hiểm là can thiệp ở bên kia. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà chúng ta có 3.000 đồng anh 6 lót thì nó run lắm, đúng không ạ? SL chúng ta mất 1.800 ngay lập tức và TP chúng ta được 1.800 hoặc 1.200 tùy theo cái lệnh trượt giá. Nhưng vì sao không run? Bởi vì sao chúng ta có được cái tỷ lệ hedging. Nếu những bạn nào mà chưa hiểu về hedging system, chúng ta có thể vào Rich Fund hoặc là được tham gia các cái link ở dưới đây để chúng ta tìm hiểu các cái cách. Từ đó chúng ta đưa ra các cái giải pháp. Đầu tiên là gì ạ? Chúng ta tìm hiểu các cái hệ thống no loss system đầu tư gì, đúng không ạ? Rất nhiều các cái. Sau đó chúng ta tìm hiểu Rich Fund để chúng ta tìm hiểu về no loss system. Richfund.com
Nếu ai vẫn chưa hiểu được cái này, tiếp tục Zalo 0987332228 để chúng ta có thể hiểu được cái quy trình No Loss System. Và hệ thống No Loss System này thực ra không phải là chém gió, cũng không phải là mới, nó thực hiện lâu rồi, nó thực hiện rất nhiều rồi, có điều là bây giờ mới sử dụng nhiều bởi vì cái tỷ lệ mà có cái lệnh hedging ở các tài khoản khác nó có được cái cách để mà chúng ta làm tốt hơn mà thôi. Chứ trước đây nó đã lâu, rất là lâu rồi, chúng ta tìm hiểu ở No Loss System hoặc richiefund.com hoặc là richiefund.site để chúng ta xem các cái video của David để chúng ta có thể thấy được cái cách để chúng ta vận hành. Đây thì vì sao chúng ta sợ hãi? Nếu trong trường hợp chúng ta sợ hãi ở cái video này thì chúng ta mới biết là ai mà đánh 3.000 mà đánh 6 lót này thì cũng rất là sợ hãi, chắc chắn là phải sợ hãi rồi. Bởi vì sao? Nó có thể sập một cái đang lên hay nó sập cái hết tốt luôn. Nhưng nếu nó sập cái này thì chắc chắn cái tài khoản bảo hiểm ở bên kia nó sẽ ăn, bởi vì chúng ta hét lệnh lại một cái buy và một cái sell mà. Do đó chúng ta mới thấy được cái tỷ lệ mà can thiệp vào cái TP và SL chính là điểm nhấn của cái môi trường này. Do vậy chúng ta sẽ biết được là ngoài cái tỷ lệ đó ra, chúng ta sẽ xem được Ichimoku, Bollinger Band, là đó chính là cái cách. Và David sẽ đợi viết tất cả các cái mô hình để chúng ta có thể biết được là gì ạ, can thiệp vào cái lệnh thị trường mới là cái quan trọng. Mọi người có thể gì ạ, Zalo 0987332228 và đưa ra các cái tỷ lệ để bàn nhau về No Loss System là gì và hedging lệnh như thế nào. Chúng ta có thể đến với các cái khóa học và chúng ta có thể tham gia jcoin.shop là một cái kênh video và thế giới đầu tư.click để chúng ta tham gia các cái video và xem các tín hiệu đồng pha, các khóa học online forex, các khóa học chơi forex cùng với David như thế nào. Các bạn chúng ta có thể tìm hiểu các video này rồi các tỷ lệ đồng pha mà David giới thiệu cho mọi người. Chúng ta hãy đừng ngần ngại hỏi và cùng chat với David ở Zalo 0987732228. David sẽ sẵn sàng trả lời và đưa ra tất cả các tài khoản của quý vị có thể xem. Xin được trân trọng cảm ơn mọi người.